chào mọi người, mình là Irene đến từ Quay 68 TV và trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tiếp tục điểm qua những tin tức hot nhất ở trong thị trường crypto và blockchain trong tuần cuối cùng của tháng 10 năm 2023. Anh em hãy cùng điểm qua những tin tức này cùng với Irene nhé. Và nếu như anh em thích video này thì đừng quên like, share và subscribe Quay 68 TV cũng như là ấn vào nút chuông nho nhỏ ở phía bên dưới để ủng hộ những video mới nhất của tụi mình nhé. Ok, hãy cùng bắt đầu video ngày hôm nay thôi. Đầu tiên đó chính là Fed giữ nguyên lãi suất và Bitcoin tiếp tục pump trong tuần vừa rồi. Mới đây thì kết thúc cuộc họp tháng 11 của FOMC, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed thì cho biết sẽ có lần thứ hai liên tiếp không điều chỉnh lãi suất, tiếp tục duy trì ở mức là 5,25 cho đến 5,5% như ở hiện tại. Mặc dù vậy thì đây vẫn là mức lãi suất cao nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008. Fed thì cho biết là những số liệu được cơ quan này thu thập cho thấy là kinh tế Mỹ đã tăng trưởng trong quý 3 năm 2023, dù tỷ lệ việc làm có chững lại, song tỷ lệ thất nghiệp thì vẫn được giữ ở mức thấp và lạm phát thì không còn biến động mạnh. Phát biểu sau đó thì chủ tịch Fed là ông Powell nói sự gia tăng của lãi suất trái phiếu kho bạc Mỹ trong thời gian gần đây sẽ có thể dẫn đến một số tác động lên các thị trường tài chính nhưng vẫn để ngỏ khả năng tiếp tục nâng lãi suất trong thời gian tới. Fed thì sẽ vẫn còn một lần điều chỉnh lãi suất nữa vào giữa tháng 12 trước khi bước sang năm 2024, được nhiều chuyên gia dự đoán rằng Fed thì sẽ bắt đầu giảm lãi suất. Thị trường tiền mã hóa thì đã phản ứng tích cực trước thông tin trên. Đồng tiền mã hóa lớn nhất thế giới là Bitcoin thì sau chuỗi ngày đi ngang quanh vùng 34k cho đến 34k5 đã lấy lại được đà tăng trưởng sau thông báo giữ nguyên lãi suất của Fed. Tính đến sáng ngày 2 tháng 11 thì Bitcoin đã tiếp tục trào dâng lên 35.650 USD, lập đỉnh mới của năm 2023. Trong tháng 10 vừa rồi thì Bitcoin đã tăng 28,5% nhờ vào động lực đến từ triển vọng ETF Bitcoin của các ông lớn tài chính phố Wall. Đi kèm theo đó thì Ethereum cũng bắt được sóng tăng và phục hồi lên mức là 1.857 USD. Tuy nhiên thì vẫn chưa thể vượt qua mức đỉnh là 1.865 USD của hôm 26 tháng 10 vừa qua. Ở trong nhóm các altcoin lớn thì đáng chú ý nhất có sự góp mặt của Solana. Đồng coin đã tăng đến 80% vào tháng 10. Từ tối ngày 1 đến sáng ngày 2 tháng 11 thì Solana đã tiếp tục dựng cột lên mức là 46.9 USD, ngưỡng giá trị cao nhất kể từ tháng 8 năm 2022. Động lực của Solana thì chủ yếu đến từ hội nghị Solana Breakpoint năm 2023 đang được tổ chức tại Amsterdam, Hà Lan, với các thông báo về phát triển mới cũng như là tâm lý lạc quan của cộng đồng. Khi mà sàn FTX sụp đổ vào tháng 11 năm 2022 thì hệ sinh thái của Solana đã bị ảnh hưởng nặng nề, với giá của Sol thậm chí lao dốc từ 33 USD chỉ còn 8 USD chỉ trong vòng 6 tuần. Mặc dù vậy thì đơn vị phá sản tiếp quản FTX hồi tháng 9 thì đã được tòa án cho phép thanh lý tới 3,4 tỷ đô crypto theo thời gian. FTX thì đang nắm giữ tới 1,1 tỷ đô Solana tính theo giá của tháng 8 năm 2023. Nhưng trong đây thì có một lượng lớn Sol nằm dưới dạng bị khóa hay là chưa thể thanh khoản ngay lập tức được. Nhiều altcoin khác thì cũng duy trì mức tăng trưởng từ 8 cho đến 15% so với cách đây 24 giờ. Lượng lệnh phái sinh bị thanh lý trong vòng 24 giờ gần nhất thì cũng đạt mức hơn 100 triệu đô, chiếm đa số là Bitcoin, Ethereum và Solana. Tỷ lệ lệnh short cháy chiếm khoảng 58%, cho thấy là phe long cũng không quá áp đảo trong cú tăng lần này của thị trường crypto. Tin tức thứ hai là Sam Bankman-Fried, cựu CEO của FTX bị tuyên có tội với tất cả các tội danh. Như đã được Coi 68 tường thuật trước đây thì phiên tòa xét xử Sam Bankman-Fried về sự sụp đổ của sàn FTX đã được tiến hành kể từ đầu tháng 10 cho đến nay và đã bước sang giai đoạn cuối cùng. Ngay sau khi nghe các nhân chứng được bên công tố viên và luật sư bào chữa gọi lên để trình bày các bằng chứng, trong đó có cả chính Sam Bankman-Fried, thì hội đồng bồi thẩm đoàn 12 người đã dành phần lớn thời gian của ngày xét xử thứ 18 để thảo luận kín và đưa ra phán quyết. Sau hơn 3 tiếng đồng hồ thảo luận thì bồi thẩm đoàn thông báo với chủ tọa là thẩm phán Louis Kaplan về việc đã đạt được sự đồng thuận tuyệt đối. Theo đó thì bồi thẩm đoàn tuyên bố Sam Bankman-Fried có tội đối với tất cả 7 tội danh theo như cáo trạng. Các tội danh này thì Irene sẽ để lên trên màn hình để anh em tiện theo dõi thêm. Tuy nhiên thì thẩm phán Kaplan thì cho biết phiên tòa xác nhận bản án của cựu CEO FTX sẽ được tổ chức vào ngày 28 tháng 3 năm 2024. Sam Bankman-Fried thì đang phải đối mặt với bản án lên đến 115 năm tù. Luật sư bào chữa cho Sam thì cho biết đã nộp đơn kháng cáo phán quyết trên của tòa.
Trong thời gian chờ thì cựu CEO của FTX sẽ tiếp tục bị giam giữ tại một nhà tù ở thành phố New York. Mặc dù vậy thì Sam Bankman-Fried vẫn còn phải đối mặt với những cáo trạng khác từ Bộ Tư pháp Mỹ, trong đó thì có các tội danh bao gồm vi phạm quy định quyên góp tài chính, gian lận ngân hàng, điều hành các tổ chức chuyển tiền trái phép và hối lộ cơ quan nước ngoài và có thể tiếp tục bị đưa ra xét xử. Phát biểu sau phiên tòa thì công tố viên Damian Williams của văn phòng công tố quận Nam New York đã nói Sam Bankman-Fried thì là kẻ đứng sau một trong những vụ lừa đảo tài chính lớn nhất của lịch sử nước Mỹ, một âm mưu trị giá hàng tỷ đô la Mỹ để biến hắn trở thành ông vua của ngành crypto. Ngành tiền mã hóa thì có thể là một lĩnh vực mới, thế nhưng kiểu lừa đảo và gian lận như vậy thì đã có từ thuở khai thiên lập địa. Vụ án này thì cũng là lời cảnh báo cho những kẻ còn lừa đảo ở ngoài vòng pháp luật, nghĩ mình không thể bị chạm đến. Chúng tôi luôn có đủ còng tay cho tất cả. Ngày mà Sam Bankman-Fried bị tuyên là có tội thì diễn ra tròn một năm kể từ thời điểm trang tin Coindesk dò dỉ bảng cân đối kế toán của Alameda Research cho thấy là phần lớn tài sản của quỹ này thì nằm dưới dạng là token FTT cũng như là các đồng Samcoin, trực tiếp thì dẫn đến sự sụp đổ của FTX sau đó 9 ngày. Coin 68 TV thì cũng đã thực hiện một video kể lại chi tiết về vụ bê bối gây chấn động thị trường tiền mã hóa của Sam. Anh em có thể xem chi tiết tại video được ghim ở phía trên góc trái hoặc phải màn hình nhé. Tin tức tiếp theo đó chính là Coin 98 Finance đổi tên thành 98X, lập quỹ phát triển hệ sinh thái 25 triệu đô. Hệ sinh thái Coin 98 Finance bao gồm ứng dụng ví Coin 98 đã đổi thương hiệu thành 98X nhằm phản ánh tầm nhìn và phạm vi sản phẩm rộng lớn hơn. Và chiều ngày 1 tháng 11 vừa qua thì Coin 98 Finance, đơn vị phát triển ví mã hóa Coin 98 Wallet đã thông báo sẽ chính thức đổi tên thành 98X để phù hợp hơn với phạm vi sản phẩm rộng lớn hơn. Mục tiêu của 98X là trở thành một hệ sinh thái của các công ty sáng tạo với mục đích chung là làm cho mọi người dùng đều có thể gia nhập được thế giới Web3 một cách dễ dàng. Đồng thời thì họ cũng công bố thành lập một quỹ phát triển hệ sinh thái trị giá tới 25 triệu đô nhằm thúc đẩy các công ty khởi nghiệp và đổi mới blockchain đầy tham vọng. Sự thay đổi đáng chú ý của việc rebrand của Coin 98 Finance đó chính là về logo. Thông báo thì cho biết con số 98 biểu tượng thương hiệu sẽ được chuyển thành 98 nhằm phản ánh tham vọng và các khả năng mở rộng ra ngoài lĩnh vực tài chính đã vượt khỏi dự tính ban đầu của đội ngũ. Màu sắc chủ đạo của Coin 98 Finance cũng được chuyển từ màu vàng đậm bí ẩn sang màu vàng sáng rực rỡ hơn ở 98X. Mặc dù vậy thì việc đổi tên này chỉ để làm mới bộ nhận diện về hình ảnh thương hiệu. C98 thì vẫn sẽ là token huyết mạch trong hệ sinh thái của 98X và không có bất kỳ sự thay đổi nào về mặt kỹ thuật liên quan đến smart contract, tokenomics hay là tổng cung. Sau thông báo trên thì giá token của C98 đã có phản ứng tích cực, tăng vọt từ 0.1760 lên mức cao là 0.1890 USD. Cũng trong buổi họp báo ngày 1 tháng 11 năm 2023 thì một dự án khác của Việt Nam là TomoChain cũng đã được rebranding với việc đổi tên thương hiệu từ TomoChain thành Vision. Vision thì theo giải thích của dự án là cái tên kế thừa từ di sản 5 năm xây dựng ở trong thị trường blockchain, củng cố và tiến tới một tương lai tập trung vào tính tiện ích, phục vụ cho thế giới thực và đề cao giá trị con người. Vision thì viết tắt của Conviction là lòng tin, niềm tin, trong đó thì V là đại diện cho Việt Nam. Mã token của Tomo thì cũng đổi tên mới là VIC. Việc đổi tên này thì cũng chỉ để làm đổi mới bộ nhận diện của thương hiệu, chỉ có mã token thay đổi chứ hoàn toàn không có biến động nào về mặt kỹ thuật liên quan đến smart contract, tokenomics hay là tổng cung. Giá của token Tomo thì cũng phản ứng tích cực trước thông tin này, tăng vọt từ 1.78 đô lên mức cao là 1.88 đô. Ngoài ra thì trong buổi tổ chức họp báo vào chiều cùng ngày rebrand của Coin 98 Finance, anh Lê Thanh, đồng sáng lập của Coin 98 thì cũng thông báo về một loạt sản phẩm mới ở trong hệ sinh thái để nhấn mạnh tầm nhìn tương lai của họ. Thứ nhất là ZenCard, ví Coin 98 Wallet dưới dạng thẻ vật lý mang đến cho người dùng trải nghiệm chân thật hơn. Thứ hai là OneID, giải pháp định danh số phi tập trung hoàn toàn, hỗ trợ tất cả các tài sản ở trên tất cả các chain. Thứ ba là Vision, hệ sinh thái mới kết hợp giữa nền tảng của Coin 98 và TomoChain cùng chung một tầm nhìn toàn diện hướng tới một tương lai phi tập trung. Và sau những tin chính vừa rồi thì anh em hãy cùng Irene điểm qua một số tin vắn đáng chú ý, đặc biệt là những thông tin về những đợt airdrop của các dự án trong tuần vừa qua nhé. Tin vắn đầu tiên đó chính là stablecoin PYUSD của PayPal bị SEC yêu cầu cung cấp thông tin. Cụ thể hơn thì đại diện đã cho biết vào ngày 1 tháng 11 năm 2023, chúng tôi đã nhận được một chat đòi hầu tòa từ bộ phận thực thi của SEC Hoa Kỳ liên quan đến đồng tiền ổn định PayPal USD. Chat lệnh thì yêu cầu cung cấp tài liệu, chúng tôi đang hợp tác với SEC trong việc giải quyết yêu cầu này. Thông tin trên thì xuất hiện chỉ 3 tháng sau khi mà PayPal ra mắt stablecoin PYUSD vào đầu tháng 8 năm 2023.
Tin ván tiếp theo là các dự án lần lượt thông báo airdrop Celestia, Pit Network, Jupiter và Starknet. Đầu tiên là Pit Network thì phát triển cùng với cộng đồng trong chương trình airdrop độc đáo. Vào ngày 1 tháng 11 vừa qua thì Pit Network đã công bố chương trình airdrop Retrospective nhằm tri ân cộng đồng đóng góp sớm cho hệ sinh thái Oracle của họ. Hơn 75.000 ví và hơn 200 ứng dụng phi tập trung ở trên 27 blockchain sẽ được chọn để airdrop. Người dùng thì cũng có cơ hội tham gia nếu họ sử dụng các ứng dụng có sử dụng dữ liệu của Pit Network. Chi tiết về chương trình này thì Irene sẽ để đường link bên dưới cho anh em tham khảo thêm. Về thời gian nhận token thì đang chưa được xác định và cộng đồng thì cũng được yêu cầu là theo dõi thêm các kênh mạng xã hội của Pit để cập nhật thông tin mới nhất từ phía họ. Thứ hai là Celestia ra mắt mainnet và tăng giá ở trên thị trường OTC. Celestia thì đã là cái tên hot ở trong cộng đồng airdrop retroactive vì dự án này thì đã hào phóng airdrop cho hơn 600.000 ví của người dùng trên toàn thế giới trong tháng 10 vừa qua. Đây là một blockchain module đã chính thức ra mắt mainnet vào ngày 31 tháng 10 năm 2023. Token TIA của dự án thì cũng đã được niêm yết ở trên nhiều sàn giao dịch lớn như là KuCoin, Bybit và đặc biệt là Binance. Dự án này thì đã phân bổ 60 triệu token, tương đương với khoảng 6% tổng cung cho những người dùng tích cực ở trên Layer 2 Ethereum, Cosmos Hub và Oasis. Hiện tại TIA thì đang được giao dịch một cách sôi động ở trên các thị trường OTC với giá dao động từ 2 cho đến 4 đô ở trên sàn phái sinh Helix. Tiếp theo là Jupiter ra mắt token ZUF và hé lộ airdrop cho người dùng. Jupiter, một sàn giao dịch có tiếng ở trên hệ sinh thái của Solana, thì mới đây đã công bố ra mắt token mới có tên là JUP hay là GUP tại sự kiện Solana Breakpoint. Token JUP thì được phân phối như sau: 40% cho cộng đồng thông qua 4 vòng airdrop, 20% từ việc bán token sẽ bị khóa và 40% dành cho đội ngũ phát triển. Đội ngũ của Jupiter thì cũng xác nhận rằng sẽ có 955.000 người dùng sẽ nhận được phần thưởng retroactive do đã ủng hộ dự án trong những ngày đầu. Và tin tức cuối cùng đó chính là Starknet phân bổ 50 triệu token cho cộng đồng. Starknet Foundation thì mới đây đã thông báo sẽ trích ra 50 triệu token dành tặng cho Early Ecosystem Contributor, tạm hiểu là những người dùng sớm của mạng lưới, với tên gọi là Early Community Member Program, thì chương trình thưởng cho các cá nhân hoạt động năng nổ, tổ chức các sự kiện liên quan đến Starknet và tích cực sáng tạo nội dung quảng bá cho Starknet. Dự án thì đã làm rõ chương trình trên không được xem là chương trình airdrop chính thức của họ, tuy nhiên thì đây là phần thưởng dành cho những người contributor sớm cho dự án. Để nhận được phần thưởng này thì các cá nhân và dự án sẽ cần phải nộp đơn xin tài trợ và giải trình rõ ràng những đóng góp của mình. Chương trình thì sẽ không dành cho công dân và người dùng ở Hoa Kỳ. Vậy là vừa rồi chúng ta đã cùng điểm qua những tin tức đáng chú ý về thị trường blockchain và crypto trong tuần vừa qua. Anh em nghĩ sao về những thông tin này và anh em hãy cùng để lại suy nghĩ của mình ở phía bên dưới phần bình luận nhé. Mình là Irene và hẹn gặp anh em trong những video sau. Bye!